khi mà em hạch toán một cái hóa đơn về dịch vụ môi giới bất động sản đấy thì mình sẽ bỏ cái kiêm phiếu xuất kho này là một này nhá. Nếu em không bỏ kiêm phiếu xuất kho nó sẽ đòi hỏi kho. Thứ hai là mình chỉ chọn luôn cái mã là môi giới này này thì sẽ có luôn định khoản là nợ cho tài khoản 131 có 5113. Đánh số lượng đơn giá thành tiền vào đây tổng cho chị. Sau đó sang ba nhỏ thống kê chọn cái công trình tương ứng ấy. Đây. Hiểu không? Đó là về phần đầu ra nhá. Cái này nó thống kê ở công trình này thôi hả chị? Đúng rồi. Bởi vì sao? Bởi vì chị sẽ theo dõi theo công trình vụ việc ấy. Bởi vì cái công ty của em nó là dịch vụ. Dịch vụ ở đây mặc dù là bên em không phải là công ty xây dựng nhưng mà là công ty về môi giới bất động sản, có nghĩa là mình vẫn phải tính giá thành. Mà trong phần mềm MISA thì nó sẽ có các phương pháp tính giá thành. Một là theo giản đơn, hai là theo hệ số, ba là theo công trình, bốn là theo đơn hàng. Thì những cái công ty mà mang tính chất là như xây dựng hoặc là dịch vụ ấy thì mình sẽ phải tạo theo công trình. Chính vì thế là chị phải tạo công trình trước, sau đó bắt đầu chị phải hạch toán doanh thu. Công trình mà liên quan đến giá thành thì sang phần 3 nhỏ thống kê này em chọn cho chị cái tương ứng của cái doanh thu đó mà cái công trình mình tạo ra đấy. Thì sau này mục đích là chị sẽ dạy em cách xem báo cáo. Ví dụ như cái dịch vụ môi giới này có số tiền là 96 triệu thì bao gồm lương nhân viên phải trả bao nhiêu, khấu hao máy bao nhiêu và các chi phí khác bao nhiêu để tạo ra cái giá vốn của cái doanh thu này thì mình mới so sánh được. Em hiểu ý nghĩa của nó chưa? Rồi em hiểu. Rồi sau đó em sang phần hóa đơn, đánh ký hiệu hóa đơn và số hóa đơn vào đây, kiểm tra lại thông tin tổng giá trị thanh toán đúng hay chưa. Đúng rồi thì em bấm cất nhá. Rồi về nội dung bán hàng, công ty em là thành lập vào tháng 11 năm 2017 gì? Đúng rồi. Ý của chị bây giờ là chị đang quay lại vấn đề là hạch toán nguồn vốn đăng ký kinh doanh đấy. Mà nguồn vốn đăng ký kinh doanh thì không thể nào vào mua hàng bán hàng được, mà trong phần mềm nào cũng thế thôi, mình sẽ phải vào chứng từ nghiệp vụ khác. Mà để vào chứng từ nghiệp vụ khác thì em sẽ vào cái biểu tượng sổ cái ở dưới đáy màn hình như này, nhìn thấy chưa? Đây đây. Hoặc cách thứ hai thì em vào nghiệp vụ này, tổng hợp này, chứng từ nghiệp vụ khác cho nó dễ đi, hiểu chưa? Để nó xuất hiện cái chứng từ nghiệp vụ khác thì em sẽ ghi là vốn cam kết góp ngày ngày để đăng ký kinh doanh đấy là 30/11/2017, hiểu chưa? Nợ cho tài khoản 1388, có cho tài khoản 411. Đầu tiên là thông qua 1388 cái đã, vì mình chưa biết là thu ai thu như thế nào, em hiểu không? Thì chị cứ phản ánh cái nguồn vốn cái đã. Nguồn vốn của em bao nhiêu nhỉ? 2 tỷ. Rồi. Công ty cổ phần à? Dạ đúng rồi, cổ phần. Thế thì em phải góp vốn trong vòng 3 tháng nhá. Dạ. Rồi sau đó em bên em có góp qua ngân hàng hay là góp bằng quỹ tiền mặt? Góp quỹ tiền mặt chị ạ. Sau đó em phải vào quỹ này, thu tiền này. Chị ví dụ như em sẽ mở ngày đây là 30/11. Đối tượng thì chính là mình phải khai nhân viên ở đây này. Nhân viên của em ví dụ giám đốc, ai là phó giám đốc ấy. Em ghi rõ đây là nhà ông Nguyễn Văn A góp lần 1 tiền và góp vốn. Thì như thế mình sẽ định khoản nợ 111 có 1388. Chị ví dụ là 500 triệu. Em hiểu không? Và cái hồ sơ góp vốn này em sẽ làm một bộ riêng nhá. Bao gồm đăng ký kinh doanh này, bảng kê chi tiết này, ngày nào này, tên người nộp này, số tiền này, lập lần 1 hay lần 2 này, ký tên vào đấy, em hiểu không? Khoan, cho tôi chỉ bảng kê chi tiết. Đúng rồi, mà lập một cái bảng kê ra. Nhưng mà phải khớp với vấn đề hạch toán. Ví dụ, trong đăng ký kinh doanh của em có 2 tỷ mà ông Nguyễn Văn A góp 500 triệu vào ngày 30/11/2017. Sau đó vào 15/12/2017 ấy, ông Nguyễn Văn B góp 700 triệu nữa thì em cũng phải hạch toán như thế này và đồng thời lập ra một cái bảng kê chi tiết theo dõi ông A ngày hôm nay nộp bao nhiêu lần mấy, ông B ngày hôm nay nộp bao nhiêu lần mấy, ông A ngày hôm sau nộp bao nhiêu. Tức là bảng kê chi tiết đó là tổng hợp hay là theo từng đối tượng gì? Tổng hợp thôi, nhưng mà có nghĩa là mình sẽ ghi là đối tượng là nộp là ai ấy. Thì ông Nguyễn Văn A, ông Nguyễn Văn B cùng với phiếu thu tiền cùng với đăng ký kinh doanh nó sẽ gộp thành một cái bộ liên quan đến việc góp vốn của công ty em. Vì sao mình lại phải làm như thế này? Bởi vì sau này mà khi mà mình vay vốn ấy, đúng không? Trả cho nhà cung cấp hay là mình đầu tư vào tài sản cố định thì mình phải chứng minh được là cái nguồn vốn của mình đã phải thu hết rồi.
thì bắt đầu mình mới đi vay thì mới được tính vào chi phí lãi vay vào chi phí hợp lý. Cho nên nếu những cái công ty ấy, liên quan đến vấn đề mà vay vốn ngân hàng ấy mà có lãi là tài khoản 635 ấy, cho nên em phải làm hồ sơ liên quan nhá. Ok. Dạ. Rồi, cất. Và đồng thời khi mà mình làm thế này thì tiền mặt của mình nó không bị âm, khi mình hạch toán nó không hỏi. Em hiểu chưa? Dạ. Rồi. Em hiểu. Ok. Chị, em hỏi cái này này. Năm 2017 á là công ty em tiền thân là công ty trách nhiệm hữu hạn. Và tháng 2 năm 2018 á mới điều chỉnh thay đổi giấy phép kinh doanh để nâng lên thành công ty cổ phần. Thì lúc đó mới chính thức là góp vốn. Thì năm 2017 á là em chỉ có lập một cái bảng kê chi tiết của tổng giám đốc và cộng với phiếu thu, cộng với phiếu giấy đăng ký kinh doanh thôi, đúng không? Bởi vì lúc đó mới chỉ là công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên. Bây giờ chị sẽ dạy cho em cách làm. Ok, chị hiểu. Tức là thế này, cái năm 2017 nhá, là em vẫn hạch toán cho chị đúng nguồn vốn kinh doanh của nó vẫn là 2 tỷ, đúng không? Không thay đổi, đúng không? Đúng rồi. Nhưng đúng rồi, năm 17 em sẽ không góp vốn nữa, mà hãy để năm 18 hãng góp vốn. Thì tí nữa em quay ra em sửa lại chị cái phiếu thu đấy là năm 18 nhá. Trong khi đó năm 17 em vẫn phải chi tiền ra, có đúng nào? Vậy thì chi phí này nếu không có thì lấy tiền đâu mà chi, đúng không? Nên bây giờ em sẽ làm cho chị một cái hợp đồng mượn tiền nhá. Mượn hợp tiền mượn. Đúng rồi, chị sẽ cho mẫu em hợp đồng mượn tiền. Và em sẽ định khoản cho chị là nợ cho tài khoản 111 có cho tài khoản 3388. Em hiểu chưa? Theo tên 3388 cho chị là, ví dụ như em mượn là 100 triệu để em đủ chi tiêu cái năm 17 đi nhá. Sau đó sang năm 2018, trên căn cứ trên đăng ký kinh doanh của em ấy, là em chuyển đổi thành công ty cổ phần nhá. Thì lúc đấy em sẽ định khoản là nợ cho tài khoản 111 có tài khoản 1388 như chị vừa nói đấy. Vì là nguồn vốn của em vẫn phải thể hiện khi công ty thành lập, chứ không thể là không thể hiện ở thời điểm công ty thành lập được. Tức là như này, khi mà ở tiền thân là trách nhiệm hữu hạn á, thì vốn của nó là 2 tỷ. Nhưng rồi, khi thay đổi lên cổ phần thì số vốn góp sẽ tăng lên là 20 tỷ. 20 tỷ à? Dạ đúng rồi. Ok. Thì khi mà cái vốn 2 tỷ đó là của ông tổng giám đốc, ông bỏ ra. Rồi, nhưng khi mà lên 20 tỷ đấy là bao gồm có cả 2 tỷ của tiền thân là công ty trách nhiệm hữu hạn, đúng không? Dạ đúng rồi, đúng rồi. Rồi, chị hiểu. Thế thì bây giờ ban đầu năm 2017 em vẫn hạch toán là nợ cho tài khoản 138 nhá. Có cho tài khoản 411 là 2 tỷ. Được chưa? Nhưng đồng thời em sẽ không thu tiền ở năm 2018, coi như em lập ra nhưng em không thu. Mà em sẽ đi mượn tiền, vẫn là mượn tiền. Vẫn là mượn tiền và nợ cho tài khoản 111 trên 3388 tạm đi nhá. Là 100 triệu. Sau đó năm 2018 thì em sẽ định khoản nợ 1388 có cho tài khoản là 411 18 tỷ nữa. Em hiểu không? Đây là lúc này chính thức nó là khoản vốn của em vẫn là bằng 20 tỷ, được chưa? Đúng không? Mà khoản phải thu bây giờ tăng lên là 20 tỷ. Được chưa? Và vì sao công ty em thành lập từ tháng 11 mà đến tháng mấy là bắt đầu thay đổi kinh doanh? Tháng 2 chị ạ. Tháng 2. Rồi thì nói chung cũng là gần thôi, thời điểm của nó gần đấy. Cho nên là cái này thì em để luôn vào năm 2018 thu. Cách thứ hai, vì á, đầu tiên là công ty trách nhiệm hữu hạn mà do ông giám đốc này cũng có mặt trong cổ đông, đúng không? Đúng rồi. Rồi, thế thì năm 2017 của em, cách thứ hai ấy, em vẫn cho ông có nộp tiền bình thường. Phải không nào? Vẫn nộp tiền bình thường. Vẫn thông qua là ông Nguyễn Văn A nợ cho tài khoản 111 trên 1388 nhá. 500 triệu đi, vẫn để yên. Sang sau đó, tức là mình vẫn thu của ông đấy, bởi vì ông này vẫn có cổ phần 2 tỷ này, nó sẽ khi nâng lên 20 tỷ, đúng không? Thì ông ấy đúng vẫn rồi, là thoải mái nằm trong cái cổ đông này rồi. Thì coi như ông ấy đã góp trước tiền thân rồi, ông góp rồi. Thì sau này còn bao nhiêu em góp nó thôi, hiểu chưa? Sau đó thì mình mới khi nào thiếu tiền thì mình sẽ thu tiền của các cổ đông khác vào. Bởi vì thế này, công ty này là công ty cổ phần, 411 trên đăng ký kinh doanh của em ấy, trên báo cáo tài chính để cho 20 tỷ để nhằm mục đích là để em sau này em đi đấu thầu ấy, nhìn cái tài sản công ty nó chính toàn lớn thôi. Ok. Rồi, đấy là về nguồn vốn, hiểu rồi gì? Rồi. Sau đó bây giờ chị sẽ quay về các vấn đề về mua hàng, bán hàng, nó đơn giản hơn. Mở cho chị cái hóa đơn chứng từ ra, đổ vào. Thứ nhất là phí đăng tin của ngày mấy đó chị? Phí đăng tin, rồi cứ nói chung chung là phí đăng tin đi, nội dung là phí đăng tin gì đấy? Đăng tin để tuyển nhân viên đúng không?
mình vào phần hệ mua hàng này, à, chọn cho chị chứng từ mua dịch vụ nhá. Dạ. Đối với chứng từ mua dịch vụ này thì mình sẽ chọn này, cũng mà một là chưa thanh toán này, hai là thanh toán ngay chưa. Nếu mà thanh toán ngay bằng tiền mặt thì bấm vào đây là tiền mặt có nhận kèm hóa đơn, được chưa? Nếu chưa thanh toán thì đương nhiên sẽ thông qua công nợ. Thế chị ví dụ một nhỏ đây, chị sẽ bấm dấu cộng màu xanh, chị tạo cho nó một cái mã vì đăng tin tuyển dụng, được chưa? Tính chất là dịch vụ. Vậy thì tất cả những tài khoản doanh thu này không liên quan, bởi vì nó là đầu vào mà. Mình xóa cũng được mà mình để cũng được. Nhưng quan trọng nhất là cái tài khoản chi phí này này. Thì mình phải chọn cái gì, đúng không? Nếu mà Thúy đăng tuyên tuyển dụng bộ phận sale, marketing hay là các bộ phận dịch vụ môi giới tạo ra doanh thu bất động sản, thì mình sẽ chọn là 154 theo thông tư 133. Chọn thuế suất là 10% luôn. Chưa? Cất. Thế thì mình sẽ hạch toán đây, ví chị ví dụ nhé, số lượng là 1, đơn giá là 2 triệu đồng. Hai nhỏ thuế thì thuế suất chị chọn 10%, dấu ấn đánh vào đây. Sau khi làm xong thuế xong thì ba nhỏ thống kê. Vì em làm theo thông tư 133 cho nên phần mềm Visa không cần phải tách tài khoản 154 ra làm gì, mà nó bám vào khoản mục chi phí, em hiểu chưa? Của bên em thì chủ yếu là không có nguyên vật liệu mà chủ yếu sẽ là dịch vụ, thì chị sẽ chọn là sản xuất chung, mua ngoài ấy, được chưa? Rồi sau đó em bấm cất đây để hoàn thành, hiểu rồi gì? Trường hợp thứ hai, cần lấy chuỗi cộng màu xanh, phí dịch vụ, tính chất là dịch vụ 6422, hiểu không? À 6422. Nên là chi phí mà có liên quan đến giá vốn đâu nhá. Kể cả cái kia chị cũng mới chỉ nhập vào 154 thôi, tí nữa mình tính giá thành mình phân bổ thì mới ra giá vốn được, chứ nó chưa thể hình thành nên giá vốn ngay, được chưa nào? Như vậy kết luận là trong một cái nội dung nào đó mà mình chỉ cần tạo một lần thôi, nhưng mà lần sau nhá, phí dịch vụ cho văn tuyển dụng thì em muốn đưa vào 154 em chọn cái này, còn cái nào em muốn đưa vào văn phòng em chọn cái này, ok chưa? Thì khỏi phải định khoản nữa mà tuyệt đối là nó đúng. Thế tương tự như thế thì tiếp khách em cũng tạo là tiếp khách cho là môi giới thì cho vào 154, còn tiếp khách cho VP là văn phòng cho vào 6422. Em hiểu chưa nhỉ? Rồi. Như rồi. Vậy là tất cả những hóa đơn chi phí em vào chứng từ mua dịch vụ của chị nhá. Dạ. Thế nhá. Chị chào em. Dạ em tắt máy nhá. Ok. Em tắt máy rồi, có gì không hiểu thì em alo. Rồi.